Putin ghé thăm Crimea kỷ niệm 9 năm sáp nhập, đáp trả lệnh bắt của ICC. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói mình sẽ bị bắt vào 3 ngày nữa. Biểu tình sôi sục, rác thải chất đống bốc mùi tại Pháp vì cải cách lương hưu. Haaland lại lập hat-trick, Pep Guardiola tuyên bố mỡ màng. Chỉ trích cầu thủ Tottenham ích kỷ, huấn luyện viên Antonio Conte có bị sa thải. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin quốc tế ngày 19 tháng 3 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây, chúng tôi sẽ điểm lại những tin tức chính nổi bật trên thế giới trong 24 giờ qua. Putin ghé thăm Crimea kỷ niệm 9 năm sáp nhập, đáp trả lệnh bắt của ICC. Ngày 18 tháng 3, Tổng thống Putin đến bán đảo Crimea nhân kỷ niệm 9 năm ngày Nga sáp nhập bán đảo này từ Ukraine. Một số địa điểm được chọn thăm dường như có ẩn ý. Truyền hình Nga đã chiếu đoạn clip ngắn cho thấy Tổng thống Putin ăn mặc giản dị đi cùng một nhóm quan chức. Ông Mikhail Ravozayev, thống đốc Sevastopol, cho biết Tổng thống Putin đã đến Sevastopol, thành phố lớn nhất ở tây nam Crimea, bằng ô tô. Tổng thống của chúng ta thật biết cách tạo bất ngờ. Lúc đầu chúng tôi định khánh thành một trường nghệ thuật dành cho trẻ em và đã sẵn sàng cho một cuộc họp video cũng như báo cáo cho Tổng thống thông qua một liên kết liên lạc đặc biệt. Nhưng cuối cùng, Tổng thống đã đích thân đến bằng ô tô, chính ông đã cầm lái. Và một ngày lịch sử như vậy, Tổng thống luôn sát cánh với Sevastopol và người dân Sevastopol. Đất nước chúng ta có một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Ông Ravozayev viết trên Telegram, theo đài Reuters của Nga, nhà lãnh đạo Nga đã đi thăm một trường nghệ thuật dành cho trẻ em và cũng đã đến thăm Kosin, chi nhánh của trung tâm thiếu nhi quốc tế ATEC nổi tiếng, có từ thời Liên Xô. Ông Putin cũng đến xem công tác xây dựng, công viên khảo cổ và lịch sử. Tariq Chesonesov đang diễn ra như thế nào? Hãng tin AP của Mỹ bình luận các địa điểm mà ông Putin đến thăm ở Crimea dường như đã được chọn để đáp trả hành động của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Hôm 17 tháng 3, ICC phát lệnh bắt ông Putin và ủy viên của Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc có thể liên quan đến tội ác chiến tranh khi đưa trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Nga một cách bất hợp pháp. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định Nga không công nhận thẩm quyền của ICC và coi các quyết định của cơ quan này là vô hiệu. Chuyển sang tin tức tiếp theo, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói mình sẽ bị bắt vào 3 ngày nữa. Ngày 18 tháng 3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ bị bắt vào ngày 21 tháng 3 tới. Phát biểu được ông Trump đưa ra trong bối cảnh một công tố viên bang New York đang xem xét các cáo buộc cho rằng cựu Tổng thống Mỹ đã dùng tiền để bịt miệng những người phụ nữ bị nghi ngờ có quan hệ tình ái với ông, theo tờ The Washington Post. Cụ thể, trên trang mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Trump cho rằng các thông tin rò rỉ bất hợp pháp từ văn phòng công tố viên quận Manhattan chỉ ra rằng ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa và cựu Tổng thống Mỹ sẽ bị bắt vào thứ Ba tuần tới, tức ngày 21 tháng 3. Ngoài ra, ông Trump cũng kêu gọi những người ủng hộ ông bắt đầu một cuộc biểu tình. Hãy biểu tình, giành lại đất nước của chúng ta, ông Trump viết. Theo CNN, các quan chức thực thi pháp luật ở New York đang âm thầm thực hiện các bước đảm bảo an ninh nhằm ngăn sự bất ổn dân sự trong trường hợp ông Trump bị truy tố hoặc chịu bất kỳ hình thức trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ thông báo công khai nào về khung thời gian mà đại bồi thẩm đoàn ra phán quyết về khả năng truy tố của ông Trump. Trước đó, đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã điều trần các nhân chứng, bao gồm ông Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump. Ông Cohen nói rằng vào năm 2016, cựu tổng thống đã dàn xếp các khoản tiền để đảm bảo hai người phụ nữ từng có quan hệ tình ái với ông giữ im lặng. Theo ông Cohen, theo chỉ đạo của ông Trump, ông đã sắp xếp các khoản thanh toán tổng cộng 280.000 USD cho nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels và người mẫu Karen McDougal của tạp chí Playboy. Ông Cohen cho biết các khoản thanh toán này là để giữ hình ảnh của ông Trump trong lúc ông đang tranh cử tổng thống năm 2016. Theo luật pháp Mỹ, các khoản chi trả không công khai nhằm che giấu những thông tin gây bất lợi cho một ứng viên chính trị có thể bị xem là vi phạm luật tài chính tranh cử của Mỹ. Chuyển sang tin tức tiếp theo, biểu tình sôi sục, rác thải chất đống bốc mùi tại Pháp vì cải cách lương hưu. Hàng loạt cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra hôm 18 tháng 3 tại Paris và nhiều nơi khác nhằm phản đối kế hoạch của Tổng thống Emmanuel Macron tăng tuổi nghỉ hưu ở Pháp từ 62 lên 64. Các cuộc biểu tình phi bạo lực quy mô lớn đã được tổ chức ở nhiều thành phố, bao gồm Nantes và Marseille, nơi những người biểu tình chiếm ga xe lửa chính trong khoảng 15 phút. Tại thành phố Besançon phía đông, hàng trăm người biểu tình nhóm các đống lửa trên đường và đốt thẻ cử tri, theo AP, tại Paris.
rác thải không được thu gom, bốc mùi trên đường phố trong bối cảnh công nhân vệ sinh đình công. Cảnh sát đã cấm tụ tập trên đại lộ Champs-Élysées và quảng trường Place de la Concorde sang trọng, nơi những người biểu tình ném hình nộm của Tổng thống Macron vào đống lửa vào tối ngày 17 tháng 3. Người biểu tình đang cố gây áp lực buộc các nhà lập pháp phải hạ bệ chính phủ của Tổng thống Macron cũng như hủy bỏ kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu mà ông đang cố áp đặt không cần bỏ phiếu tại Quốc hội. Ông Macron lập luận rằng việc yêu cầu người dân Pháp làm việc thêm 2 năm nữa là cần thiết để tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế của đất nước cũng như ngăn hệ thống lương hưu của nước này rơi vào tình trạng thâm hụt khi dân số già. Sau khi ông Macron ra lệnh cho Thủ tướng Elisabeth Borne viện dẫn một quyền lực hiến pháp đặc biệt giúp cho kế hoạch của ông không cần Hạ viện bỏ phiếu thông qua, các nhà lập pháp hôm 17 tháng 3 đã đệ đơn bất tín nhiệm chống lại nội các của bà Borne. Quan chức đứng đầu của quận, bà Emmanuel Pierre-Marie đã ra ngoài từ lúc sáng sớm để bày tỏ mối quan ngại trong khu phố của bà về việc rác thải không được thu gom. Rác thải trong những ngày gần đây đã trở thành biểu tượng của các hành động nhằm lật đổ kế hoạch cải cách lương hưu của Tổng thống. Cảnh sát đã huy động công nhân thu gom rác để dọn dẹp một số khu vực lân cận, nhưng vẫn còn rất nhiều rác chất đống. Nhiều cuộc đình công đã được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 20 tháng 3 trong nhiều lĩnh vực, từ vận tải đến năng lượng. Chuyển sang tin tức thể thao, Hà Lan lại lập hat-trick, Pep Guardiola tuyên bố ngỡ ngàng. Rạng sáng ngày 19 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Man City đã đánh bại Burnley 6-0, qua đó tiến vào bán kết FA Cup 2022-2023. Erling Haaland tiếp tục phong độ khó tin với hat-trick thứ 6 cho Man City, nâng số bàn thắng lên 42. Đáng chú ý, vào giữa tuần, Haaland mới khủng bố Leipzig với 5 bàn trong chiến thắng tưng bừng 7-0 của Man City tại lượt về vòng 16 đội. Tính đến lúc này, Haaland đã đạt mốc 42 bàn thắng, trong khi mùa giải mới đang ở tháng 3, hứa hẹn sẽ còn nhiều điều thú vị. Cũng như kỷ lục được tiền đạo này tạo ra, Pep Guardiola dĩ nhiên rất hài lòng về ông trò, nhưng tuyên bố rằng Haaland đang tự tạo ra vấn đề cho chính mình bởi phong độ quá ấn tượng mùa này khiến chân sút Na Uy được kỳ vọng ghi hat-trick mỗi trận đấu. Haaland sẽ gặp vấn đề trong tương lai, mọi người sẽ mong đợi mỗi trận cậu ấy ghi 3 hoặc 4 bàn và điều này sẽ không xảy ra. Dù vậy, Pep Guardiola cho biết học trò luôn rất thoải mái trong mọi tình huống, cũng như chỉ ra cứ Man City chơi tốt thì ắt cỗ máy Haaland sẽ có bàn thắng. Tôi biết cậu ấy không quan tâm, Haaland rất tích cực trong cuộc sống, cậu ấy lạc quan, không bao giờ phàn nàn, luôn khiêm tốn. Khi chúng tôi chơi tốt, cậu ấy sẽ ghi bàn. Tôi không biết Haaland đã ghi được bao nhiêu bàn, nhưng Man City chơi như thế này chắc chắn cậu ấy sẽ lập công. Man City đang bước vào kỳ nghỉ quốc tế sau khi lấy vé bán kết AF Cup, đưa tên vào vòng tứ kết cúp C1 và hiện xếp thứ 2 giải Ngoại hạng Anh. Có nghĩa, thầy trò Pep Guardiola hoàn toàn có cơ hội giành cú ăn ba trong mùa này. Tin tức cuối cùng, chỉ trích cầu thủ Tottenham ích kỷ, huấn luyện viên Antonio Conte có bị sa thải. Huấn luyện viên Antonio Conte đã phản ứng dữ dội và chỉ trích các cầu thủ Tottenham ích kỷ chỉ thi đấu vì bản thân trong trận hòa Southampton 3 đều khuya ngày 18 tháng 3 tại giải Ngoại hạng Anh. Tôi phải thừa nhận rằng Tottenham là một tập thể thiếu chuyên nghiệp. Câu lạc bộ chi nhiều tiền để chiêu mộ và trả lương cho cầu thủ không phải để nói lời xin lỗi, huấn luyện viên Antonio Conte nổi giận trong buổi họp báo sau khi Tottenham dẫn Southampton 3-1 đến phút thứ 76 nhưng vẫn để đội bét bảng gỡ hòa 3 đều ở phút bù giờ. Kết quả này khiến châu gà trống có nguy cơ cao văng khỏi top 4. Chưa dừng ở đó, đội bóng phía Bắc thành London còn mất tiền đạo Richarlison vì chấn thương. Cầu thủ Tottenham không có mục tiêu thi đấu, họ thậm chí còn né tránh áp lực và không muốn đối mặt với căng thẳng. Đó là lý do trong suốt 20 năm qua, câu lạc bộ này chẳng có danh hiệu nào, chiến lược gia người Italia nói thêm. Tôi chỉ thấy 11 cầu thủ ích kỷ chạy trên sân, câu lạc bộ chịu trách nhiệm về các vụ chuyển nhượng, huấn luyện viên chịu trách nhiệm về chiến thuật, nhưng còn các cầu thủ, họ đã ở đâu trong trận đấu này? Cựu thuyền trưởng Juventus gay gắt. Cũng trong buổi họp báo, huấn luyện viên Conte tuyên bố ông không ngại bị sa thải. Với thái độ này, Tottenham sẽ chiến đấu vì điều gì? Vị trí thứ 7 hay thứ 8 chăng? Câu lạc bộ có đổi huấn luyện viên thì tình hình vẫn thế mà thôi, tin tôi đi. Tottenham gần như chắc chắn đã có thêm một mùa giải trắng tay. Vé dự Champions League là một mục tiêu cuối cùng của Harry Kane và đồng đội, nhưng họ cũng đang gặp khó khăn trước sự cạnh tranh gắt gao từ Newcastle, Liverpool và cả Brighton. Nhận định về phát biểu của Conte, cựu hậu vệ Jamie Carragher tin rằng huấn luyện viên người Italia đang muốn bị Tottenham sa thải. Conte muốn bị sa thải ở thời điểm này, khi các giải vô địch quốc gia sẽ tạm nghỉ để các đội tuyển quốc gia tập trung. Tôi nghĩ Tottenham nên giúp ông ấy thoát khỏi nỗi thống khổ và làm điều đó ngay hôm nay. Quan điểm của ông ấy về Tottenham không vô địch trong một thời gian dài là đúng, nhưng bạn nói như thế, ở thời điểm như thế này và công khai như thế hoàn toàn không phù hợp.
nhất là khi bạn đang được trả một khoản tiền lớn từ họ. Sự tiến bộ của Arsenal mùa này sau khi về đích dưới họ năm ngoái đã khiến cho những tranh cãi của Conte không đủ thuyết phục. Trên đây là bản tin quốc tế ngày hôm nay của Hoàng Châu Channel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích những bản tin của chúng tôi, đừng quên like, để lại bình luận, ấn đăng ký kênh và theo dõi hàng ngày. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!